here. And I think I'm live, maybe, I guess. Okay, I think I'm live. Hey Bảo. Okay, bây giờ mình sẽ chia sẻ lại mọi người cách làm trắng hồng nhé. Thì ở đây là cái màu hồng. Cái này là cái light pink. Okay, cái này là light pink. Light pink để làm trắng hồng. Thì bây giờ mình đã prep hết cái móng tay rồi nhé. Bây giờ mình sẽ bỏ cái số 1 lên, cái bond lên nha anh chị. Đó, bỏ đeo lên. Chia sẻ cho mọi người một cách làm mới mà không bao giờ bị bong bóng hết á. Tránh trường hợp bị bong bóng. Cái trường hợp bị bong bóng rất là nhiều. Hello, hi, can I help you, hun? Yeah, I'm gonna get a new set of nails. Okay. Have a seat over there, please. Okay, mình bỏ bond lên đều nhé. Thì cái trường hợp mà bị bong bóng thì mình nghĩ là rất nhiều anh chị bị cái trường hợp bị bong bóng. Okay. Thì bây giờ khi mình bọc cái bond lên nó thì mình cho nó để cho nó khô khoảng chừng 30 giây ha, 30 giây xong rồi mình sẽ ok rồi xong, khi mình cho nó khô rồi đó mình sẽ ok, giờ mình sẽ đợi, bây giờ mình sẽ làm cái móng này. Thì ở đây mọi người thấy rõ là ok. Ok. Ok, cái này số 2. Bây giờ mọi người thấy không? Thay vì thường mọi người sẽ dùng clear. Mọi người sẽ dùng clear, ok? Nhưng mà đối với John thì khi John làm trắng hồng, John không dùng clear, John sẽ dùng nguyên cái màu light pink này. Ok? Thì what I do, mình sẽ sơn một cái lớp mỏng ở đây. Ok, mình sơn đây luôn. Mình điếp nhẹ nhàng thôi. Ok, cứ nhẹ nhàng mà làm nhé. Ok. Ok, mọi người xong rồi hả? Bây giờ mình sẽ làm cái này. Cho anh spin gì? Spin là cái gì? Không mean spin đấy. Pin, ok. Ok, khi mình làm cái đó là lớp đầu tiên nhé. Và bây giờ mình sẽ làm lớp thứ hai cũng với cái màu light pink luôn. Mình sơn 80-90% nhé. Mình đi xuống luôn. Tiếp vô này. Ok. Lớp đầu tiên mình sẽ tiếp cái lớp một hồng vô luôn nhé. Khi mình làm trắng hồng á, I stay away, mình sẽ cố gắng mình stay away from cái màu clear ra. Ok, rồi bây giờ mình sẽ phủ những cái này xuống này. Khi mình có một cái lớp màu hồng rồi nhé, bây giờ mình sẽ phủ thật kỹ nhé anh chị. Phủ thật kỹ nhé, phủ thật kỹ.
Bây giờ mình sẽ có hai loại, một là mình đổ ở đây hoặc là mình nhúng vào đây, tùy. Bây giờ mình sẽ dùng nhúng cái này trước để cho mọi người thấy nhé, tại vì cái này thì cho mọi người dễ hay làm. Ok, mình sẽ sơn thẳng lên luôn. Ok. Nhớ là sơn cứ cho bay ít thôi nhá. Mình lấy nhiều quá mình quét bớt ra. Quét đều như vậy này để cho cái nước nó làm cái bột nó chín. Khi cái bột nó chín thì nó sẽ không bị bong bóng. Nha anh chị nhá. Rồi bây giờ mình check level này. Giữ nguyên này, thấy không? Búng xuống này. Thấy không? Đây một lớp nhé, để đó. Ok, giữ nguyên này. Búng xuống này. Ok. Không có đếp cái mộc hình lên nữa nhé, để nguyên như vậy. Chứ mình sẽ đi qua bên này. Thì có mỗi một người có một cách làm khác nhau, thì đây là cái cách của John làm để không bị bong bóng nha anh chị. Nhớ là sơn thật nhiều, quét cho đều để làm sao để cho cái nước á, cái nước gel base á, nó làm chín cái bột của mình, cái bột hồng của mình ở dưới, thì nó sẽ không có bị bong bóng nha anh chị. Đó là cái trick nhé, đừng có vội vàng. Rồi cứ từ từ mà làm, phải trái để nguyên chí xuống, thấy không? 45% độ kéo xuống, búng xuống. Ok. Nếu theo như dipping thì theo như anh nói thì toàn 8 đến 90% tất cả các hãng nó đều có mùi rồi nha em nhé. Đó. Thấy không? Là có sẵn rồi nè, thấy không? Rồi, bây giờ mình sẽ làm con cái nhé. Biết tại sao mình phải là GG như vậy không? Tại cho cái nước đó, nó làm để làm cái bột nó chín nha anh chị. Thì khi cái bột nó chín đó, thì mình không có sợ nó bị bong bóng nữa nha anh chị. Đó. Mình sơn kỹ, sơn đều vào hai bên vào. Nhá. Sau đó mình sẽ làm lần nữa này. Hey D, how are you? See that? Left and right. Hold it for 3 seconds. Okay. Hồng này không có bị bubble là do cách làm nhé. Bubble là do cách làm. Ok, khi mình làm một lớp rồi nè, thấy không? Bây giờ mình sẽ quay lại mình làm một lớp thứ hai. Ok, khi mình làm một lớp thứ hai thì đây mình sẽ sơn một cái lớp thứ hai lên. Mọi người để ý kỹ nhé. Thì khi mình sơn cái lớp thứ hai lên rồi á, mình cũng phải sơn thật đều nhé. Đều làm chi? Đều là sơn hai bên cho đều. Đó, cái nước bong bóng nó hết. Rồi. Mình giữ nguyên này. Giữ nguyên 3 giây này, búng xuống này.
Ok, để nguyên ok. Để nguyên đó. Cái này dip rồi đúng không? Giờ cho lên này. Đó, cần phải cái lớp đầu tiên mà lúc nãy có màu trắng á, mình có thể méo chút xíu không sao cả. Mình sẽ có lớp thứ hai. Nhớ là phủ lên xuống nhé. Khi mình dip cái món thứ hai xong mình quay lại mình dip màu hồng vô này. Đó. Đó. Thấy không? Là xong. Ok. Đó. Thấy không? Rất nhẹ nhàng ha. Đó, thấy không? Xong. Rất gọn lẹ đúng không? Ok. Nghe không? Cứ từ từ mà làm nhé, từ tối mà làm. Búng xuống này. Không có bị mờ, thấy không? Ừ. Ok. Phủi đi nhé. Ok, bây giờ mình sẽ lấy cái activator. Activator làm cho nó chín nhé. Ok, cái bàn tay bên kia mình sẽ làm nhanh nhé. Để cho anh chị em thấy mình làm nhanh. Cái này thì mình làm hơi chậm bên này chút xíu cho mọi người nhìn thấy thôi. Rồi, mình sẽ để nó cho nó khô ha. Bây giờ cái ngón bên này. Ok, bây giờ mình sẽ làm nhanh cái khúc này chút xíu nhé. Mọi người để ý nha. Okay. Mình bàn tay này mình sẽ làm thật nhanh nhé anh chị, để cho biết anh chị biết là cái móng trắng hồng này làm nhanh cỡ nào nhé.
Anh nếu mà làm trắng hồng thì anh dùng light pink luôn nhé, chứ anh không dùng clear. Để ý kỹ cái video anh có nói là trắng hồng, riêng trắng hồng anh sẽ dùng light pink thôi, chứ anh không có dùng clear nữa nhé. Okay. Ok, khi xong rồi mình sẽ bỏ cái light pink này qua một bên nhé. Bây giờ mình dùng cái này. Sơn từ dưới, từ trên dưới nhé. Mình sẽ làm 3 ngón một lúc cho anh chị em thấy. Cái gel thứ nhất là cái gel bay, nó rất là lâu khô, nó cho nên chị em nhiều có thời gian để mà làm dipping nha anh chị. Nha, giờ mình đi vô này. 1 2 3 đi xuống này, hướng xuống này. Thấy không? Y chang luôn. 1 2 3 hướng xuống này. Thế dễ hơn chị, trắng hồng thì cho nó ngồi mất thời giờ, làm này rất là nhanh đúng không? Nhanh gọn lẹ, không phải ngửi mùi, không phải độc hại. À mình độc hại hay không thì làm cái nghề này độc rồi, nhưng mà cái này thì nó nhanh hơn, đỡ phải ngửi mùi. Ok, mình sẽ đi vào đây. Cứ nhẹ nhàng mà làm nha anh chị. Thấy dễ không? Anh chị em có câu hỏi gì không? Cứ cân cho nó đều nhé. Xong rồi trúng xuống. Đừng có để cái tay phủi lên nhé. Anh chị em để phủi tay phủi lên nó sẽ bị cái bột trắng nó sẽ phủ lên cái màu hồng, nó sẽ bị lem, không có được đẹp nhé. Hạn chế đó. Mọi người có thể cái gì không khác biệt không? Em không có đưa cái màu pink lên nhé. Không có đưa cái màu pink lên nhé. Bây giờ mới đưa cái màu pink lên này. Ok, bây giờ mình quay lại này. Đây nè, sơn 3 lớp. Kiếm gì em? Đó, nó đó. Ok, bây giờ nhẹ nhàng đưa vào nè. Bên phải bên trái. Ok, giữ nguyên 3 giây. Húng xuống nè. Thank you Duy, how are you? Duy này là một trong những người em rất là giỏi nha. Người ta là nhân tài không à. Ok, bây giờ mình sẽ quay ngược lại này. Hello em. Vô này. Thấy không? Tại sao mình nhúng hồng lên trắng hay bị đùng ha? Không hiểu lắm, không hiểu lắm. Bạn có thể coi lại cái video của mình làm nhé. Bạn coi cái video của mình làm xong rồi bạn sẽ hiểu được mình đang làm. Cái cách này mình làm rất là nhẹ nhé. Ví dụ như mình đã nói rồi, cái lớp đầu tiên mình có thể bị messed up không sao cả, tại vì mình có lớp thứ hai, mình sẽ cover lại nó lại. Ok. Anh Lâm, how are you anh Lâm? Khỏe không anh trai? Tàn đại gia hôm nay vô ngồi coi mình làm không ha?
Okay, yeah, yeah. I love you, John. Oh, I love you. Nhẹ nhàng vô đây nè. Cái này là cái kỹ thuật căn bản kiếm tiền rất dễ nha anh chị. Cuối tuần này có anh chị em nào mà ở bên Atlanta, Georgia thì ghé đến spa. Cái gì nhỉ? Depot Spa, right? Anh Mikey có thể post cái địa chỉ của cái gì đó, của cái supply mình sắp đi không? Ok, mình đợi chút xíu ha, cho mình vô nè. Okay. Đó, mình chỉ cần như vậy thôi. Xong rồi nhá. Cái màu này rất là đẹp nhá. Màu light pink này rất là đẹp nha anh chị. Ok, mình sẽ phủ miếng này đi. Chưa cần nhũ gì hết, nó cái đường line nó cũng đã đẹp rồi. Sau này mình bỏ cái activator, ok, số 3 lên lại. Nếu mà bạn làm giống như mình mà vẫn bị như vậy là cái do sản phẩm bạn, do cái bột của bạn nó không có được mịn. Do cái sản phẩm của công ty bạn đang xài nó chưa có đủ mịn đó bạn. Bạn có thể tham khảo nhé. Ok, bây giờ mình xong, mình bỏ nó qua một bên ha. Really good, fast, dry really fast. Ok. Bây giờ mình sẽ dũa. Đó, nó xong được một cái lớp trắng hồng, thấy không? Rất dễ làm đúng không anh chị? Làm chưa đến 40 phút. Trắng hồng lấy 55 đồng, 50 đồng tháo ra 55 đồng. Ngon lành. Easy money. Làm không mệt. Mọi người thấy mình làm nãy giờ không? Mình làm hai cái bộ line nãy giờ là người thứ hai rồi. Mỗi người mình làm 50 đồng, 60 đồng là về đủ rồi. Mà đâu có làm gì mệt mỏi đâu đúng không? Mm-hmm.
chưa cần làm gì nhiều đúng không chị? Dễ làm kiếm tiền. Mấy người mà mọi người làm cái này thì mình làm một tiệm bao nhiêu tiền ạ? Đó, quá. Hôm nay chắc thứ hai chắc mọi người cũng hốt ha, tại vì Mother Day mà. Hôm nay có hốt không? Không ai trả lời gì hết vậy. Em muốn mua bột đó hả? Hiện tại bên anh chưa có bán ở Việt Nam nha em. Mình thì cần chạy sơ với Kirito hay là xong rồi? Bình, how are you? Hôm nay hốt anh Bình ha. Tiệm anh là hốt chắc luôn. Thế thì đi ăn đi chứ ngồi còn coi cái live làm gì. Tí hồi té xỉu đứng thắc đồ thừa tôi. Nhẹ nhàng vậy thôi. Cố lết mình nhùm. Là sao anh? Có lẽ mình nhúng trắng dài quá. Không hiểu lắm. Em mình làm trắng dài cứ nào mình cũng làm được hết á. Mình có làm cái video live video mà làm móng nhọn nữa đó, đếp trắng hồng luôn đó. Anh Long Tân Long có thể coi lại cái video của mình làm nhé.
Thực sự thì sản phẩm nó chiếm đến 60% rồi bạn. Chỉ có 40% sản phẩm là chiếm đến 60% rồi. Cho nên nó cũng là một phần lý do đó bạn. Bạn có thể thử của hãng khác thử xem sao nhé. Hello in Việt, how are you? Yep, are you the same drill bit? Hi, Tiny. Tên thai thì ghét rồi, nhỏ xíu. Okay. Chọc tí thôi nha, đừng có chửi nha. Okay, look at that. How beautiful they are. Ooh. Hai anh về đẹp trai. Vô hồi nào mà không lên tiếng ta. Oh, sorry, I got a phone call, that's what happened. Anyway, it's done. Now we'll see. Okay, now switch the hand around like this. Look at that. Pink and white dipping. How beautiful. Beautiful. Cuticle clean, everything is clean. See, okay. Now apply top coat. Now wash. You can let client wash hand or not. It's up to you. Well, I decide not to. So use activator again. What's up, D? I'm not serious. So you apply all the activator on top. Okay.
Do you do pink on top of the white? Watch the video, state the video. It's hard for me to explain again. It's a long process. Okay. Okay. Now you're done with that, you're gonna use the top coat. You're gonna use this top coat, number 4. It's a super shine. So people think it's gonna be the brush gonna get hard. But look at the way I'm doing, okay? First layer, do it quick. Okay, don't press it. Quick. That's all I need. Okay, that's all we need to do. I promise you, your brush never gets messed up. The only time it's messed up because you wanted to. Okay, let them dry with the fan. The first layer, you can get them dry with the fan, okay? The first layer, you can let them dry with the fan. Lớp đầu tiên nha anh chị, lớp đầu tiên mình đi rất nhanh và nhẹ nhàng thôi nhé, phớt qua thôi, không cần đè nhé, đừng bao giờ đè lớp thứ nhất. Ok, bây giờ mình cho nó chuẩn bị hết bóng rồi, bây giờ mình đợi nó khoảng chừng 10 giây, nó đang còn bóng thấy không, mình đợi khi nào nó hết gần hết bóng cho nó khoảng chừng 15 giây nhé, mình đợi cho nó khoảng chừng 15 giây thì nó turn từ cái shiny qua cái matte. Ok. Rồi bây giờ lớp thứ hai này. Mình đi từ từ thôi, mình lấy nhiều lên, mình đè này. Bắn cái cọ ra này. Đó, thấy không? Mình đi từ từ thôi, lớp thứ hai thì mình đi từ từ. Và mình không có cần phải hơi đè hơi quẹt đấy nhá. Không có bị bubble luôn. Right. It's not. Bạn làm cũng được thôi, nhưng mà nó sẽ không có bóng, cái độ bóng bạn phải đợi cho nó, bạn muốn nó bóng nhiều hay bóng ít thì là do cái lúc mà bạn đợi nhiều hay ít thôi. Bạn đợi cho cái activator thật khô á, nó trên mát á, thì lúc đó bạn sẽ được có cái độ bóng. Cũng được chứ không phải là không được, nhưng nó không có đủ giống, nó vẫn sẽ bóng, bạn hiểu không, nó vẫn bóng nhưng mà tại vì mình chưa có compare được thì mình nghĩ nó chưa có bóng. Đúng không? Ví dụ cái này nè. Ok. Look at that. Thấy nó bóng không? Rất là bóng đúng không chị? Đó. Ok. Let's see. Rất là bóng đúng không? Không có bị bong bóng đâu anh chị thấy không? Không có bị bong bóng nhá. Rất là đẹp. Ok. Rồi. Thank you for watching guys.